khí Green S, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Thưa quý vị, thành phố Bảo Lộc yên bình và thơ mộng, nhưng chặng đua thứ 21 của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 từ thành phố Đà Lạt về đến thành phố Bảo Lộc không yên bình một chút nào. Đó là bởi vì các đội đua đã đẩy chất lượng chuyên môn, đẩy tốc độ lên rất cao để thực hiện những mục tiêu, những kế hoạch của riêng mình. Vậy thì những mục tiêu, những kế hoạch đó được thực hiện ra sao? Chúng ta hãy đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng 21 từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc tiếp tục chứng kiến những mục tiêu khác nhau của các đội đua mạnh lẫn các đội đua không còn nhiều khả năng tranh chấp danh hiệu. Trong đó, tập thể Đồng Nai muốn thả những tay đua không còn tranh chấp danh hiệu đi trước, còn những tay đua áo xanh dương và đỏ chỉ cần canh tâm là hoàn thành mục tiêu. Cùng lúc đó, họ cũng phải canh chừng mọi động thái tấn công của hai đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và tập đoàn Lộc Trời trong nỗ lực thu ngắn khoảng cách trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội. Và nếu muốn biết giá trị của những giây thưởng trong xe đạp đường trường thì hãy hỏi tập thể Đồng Tháp. Thầy trò huấn luyện viên Trần Văn Quýt đã tính toán kỹ lưỡng từng chi tiết để đạt được hai mục tiêu: vừa củng cố chiếc áo xanh cho Tấn Hoài cùng vị trí hạng ba cúp đồng đội, vừa giúp tay đua sinh năm 1992 cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp cá nhân. Trước chặng này, Tấn Hoài đứng thứ 11 với khoảng cách chỉ 2 giây so với top 10 thứ hạng đầu. Và thời cơ đã chín muồi ở sprint thứ 2 tại thị trấn Di Linh, cách xuất phát 58 km. Với việc giành hạng 2 ở sprint này, Tấn Hoài có thêm cho mình 2 điểm áo xanh cùng 2 giải thưởng, cộng với vị trí thứ 3 chặng. Qua đó, chính thức chiếm hạng 10 cá nhân từ tay Nguyễn Trường Tài. Nguyễn Tấn Hoài yêu cầu có giây thưởng thì sẽ lọt trong hạng 10 tổng sắp để đẩy Nguyễn Trường Tài của Vinama Thành phố Hồ Chí Minh ra hạng 11. Vinama Thành phố Hồ Chí Minh hay là tập đoàn Lộc Trời muốn tấn công vào những con dốc nặng hay là đẹp Phú Hiệp để tạo khoảng cách với nhóm sau, nhưng mà Ba Lai hôm nay cố gắng quyết tâm giữ cái ngôi vị nhất đồng đội. Tập thể Đồng Tháp hài lòng, trong khi những đội đua mạnh khác cũng ghìm nhau trong tốc đông. Và đó là thời điểm thể hiện sự nhạy bén tuyệt vời của đội đua 620 Châu Thới Vĩnh Long. Khi còn cách đích 20 km, một mình Nguyễn Minh Thiện đã nhấn bàn đạp tấn công ra đi. Bằng niềm tin chiến thắng mãnh liệt, những cuồng chân mạnh mẽ đã giúp tay đua 23 tuổi trở thành người cán đích đầu tiên ở thành phố Bảo Lộc để có được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp cho đến thời điểm này. Các đội mạnh ghìm nhau ngay cái con dốc lớn và em đã ra đi ngay con dốc đó, và nhờ cái đoạn đổ về em lên tốc độ và em đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Dạ, em muốn giành cái chiến thắng này cho vợ em. Vợ ở nhà đang xem em thi đấu từng ngày. Chặng đua áp chót của cúp truyền hình năm 2021 đã làm nên kỷ lục mới về tốc độ trung bình ở chặng đua truyền thống này trên 47 km/h. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn, kịch tính chắc chắn vẫn còn ở phía trước với chặng đua cuối cùng về trước Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử. Một lần nữa xin chúc mừng cho đội Nguyễn Minh Thiện của cái đội 620 Châu Thới Vĩnh Long, người đã cán đích đầu tiên ngay tại thành phố Bảo Lộc. Chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng giàu cảm xúc, cựu coureur, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2014 và hiện là khách mời bình luận của cúp truyền hình năm nay, Đình Quốc Việt như được sống lại một thời tuổi trẻ hết mình với đam mê xe đạp. Phải nói là cái cảm xúc mà Việt khi thấy các em đua là làm cho Việt phải nói là ngứa tay ngứa chân, làm cho mình là muốn quay trở lại với cung đường đua. Nhớ lại những cảm xúc mà trước đây mình đã từng thi đấu với màu áo của đội Dược Lâm Bích Côn Đồng Tháp 12 năm, và sau đó là 3 năm cuối là Việt thi đấu cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm đáng nhớ của Việt là vào năm 2014, là nhớ là cái năm đó là hầu như là trong giới chuyên môn ai cũng nghĩ là Việt sẽ giành cái áo vàng và cái ca áo đỏ. Nhưng mà do một cái thời điểm mà Việt lại là quá háo thắng thì cho nên là đã đánh đổi lại, Việt chỉ lấy được cái áo đỏ và kho đã mất cái áo vàng. Đó là một cái kỷ niệm mà Việt không thể nào mà quên được. Nhưng mà có một cái điều may mắn của Việt là sau khi nghỉ ga vẫn được đồng hành trở lại cùng với cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở một vai trò gọi là bình luận viên khách mời. Có một chiến thắng chặng nào trong tay của họ? Của 61 Nguyễn Minh Thiện của câu lạc bộ 620 Châu Thới Vĩnh Long đang bứt phá đi một mình.
Vừa rồi thì chúng ta đang thấy vận động viên Winama thành phố Hồ Chí Minh đã tấn công ngay ở ngọn dốc Lê Minh Xanh. Và sau đó là tay đua áo vàng Louis cũng đã bắt kịp với vận động viên này. Với vai trò mà vận động viên khách mời thì nói chung là Việt cũng có phần tâm lý chứ. Tại vì đây là một cái vai trò là nó khác so với là vận động viên. Trước khi mà diễn biến cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 này thì Việt cũng đã được sự hỗ trợ của các ban biên tập HTV dạy cho Việt cái cách phát âm để cho cái giọng nó sẽ rõ ràng hơn. Đến nay mình năm thứ 2 thì mọi người có những cái comment là Việt năm nay là khác hơn năm rồi. Đó, làm cho Việt cũng có một động lực để cho mình cải thiện tốt hơn. Vậy là chúng ta sẽ còn khoảng gần 20 km. Có thể nói là Việt rất là may mắn khi được sống lại cái thời điểm mà mình trước đây đã từng tham gia và thi đấu cùng với những anh em xe đạp với các đội. Không chỉ riêng Đinh Quốc Việt, rất nhiều cựu cua rơ từng thi đấu cùng thời với anh như Mai Công Hiếu, Đỗ Tuấn Anh giờ đây cũng gắn bó với cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Có thể không còn những guồng chân mạnh mẽ để chinh phục những cung đường đầy nắng gió, nhưng tại đây, tất cả lại được trở về với đam mê, nhiệt huyết, với những cảm xúc vẹn nguyên nhất của một thời tuổi trẻ dành trọn cho xe đạp. Quay lại cúp truyền hình thì gặp rất là nhiều anh em, cũng giống như là mỗi người một công việc gắn kết cái cúp truyền hình này. Cúp truyền hình như là một ngôi nhà của các em thi đấu, xong rồi nghỉ thi đấu, xung vậy nhau. Một lần nữa mời tất cả các vận động viên chúng ta. Tất cả các vận động viên sau ai còn chặn Dinh Độc Lập một lần còn có chặn nữa thôi, cố gắng nha. Điều mong muốn của Việt là nếu mà được có cơ hội sau này nữa và nhiều năm nữa muốn được đồng hành cùng với HTV và cũng như là cái cục đua xe đạp danh giá lớn nhất của Việt Nam này. Vượt nắng vượt gió, 10-20 thách sống quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao. Vâng, thật sự hy vọng là những mong muốn của anh Đinh Quốc Việt sẽ trở thành sự thật và chúng ta hãy cùng chúc cho cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển tốt đẹp hơn nữa. Đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua cũng xin được khép lại. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chặng đua cuối, thành phố Bảo Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. Chặng đua được mong chờ nhất cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021, non sông liền một giải. Mời quý khán giả đón theo dõi chặng 22, Thành phố Bảo Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền hình trực tiếp từ 8 giờ ngày 30 tháng 4 trên kênh HTV9, HTV Thể thao, fanpage HTV Thể thao, YouTube HTV Sport và ứng dụng HTVC.